Sân bay Công Minh khi trời còn chưa sáng. Đây là chuyến bay nội tỉnh từ tỉnh lỵ đến Trung Điện, dài 724 cây số. Trung Điện là thủ phủ của châu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, tức miền đất huyền bí Shangri-La, được nói tới trong tiểu thuyết Đường Chân Trời Đã Mất của nhà văn Anh Hilton vào những năm 30 của thế kỷ trước. Miền đất này có độ cao địa hình và độ cao vĩ tuyến lớn nhất, nằm ở vùng cực Tây Bắc của tỉnh Vân Nam, giáp với Tứ Xuyên và Tây Tạng. Thành phố Côn Minh nằm ở trung tâm Vân Nam. Đường chim bay từ Côn Minh tới đoạn Lan Thương gần nhất cũng phải trên 200 km. Dòng sông này chảy theo hướng Bắc Nam, men hành lang phía Tây của tỉnh. Chúng tôi rời Côn Minh sau tiết xuân phân 3 ngày. Mặt đất Vân Nam từ miền Trung trở lên vẫn còn giá lạnh. Có thể chia Vân Nam thành 3 phần theo địa hình và khí hậu. Miền Nam đất thấp nóng nực, miền Trung ôn hòa mát mẻ, miền Bắc núi cao giá lạnh vô cùng. Sợi chỉ xanh trên bản đồ là sông Lan Thương. Dưới cánh bay là rìa phía Nam dãy Vân Lĩnh thuộc mạch núi Hoành Đoạn Sơn, một đại sơn hệ điển hình của Trung Quốc, chạy theo hướng Bắc Nam, phân chia thủy lĩnh của hai đại Trường Giang, Lan Thương và Dương Tử. Có nhiều cụm đỉnh cao từ trên 4.000m đến trên 6.000m. Quanh năm tuyết phủ nên còn được gọi là tuyết sơn hoặc tuyết lĩnh. Lúc này là giữa mùa xuân nên phần lớn các đỉnh núi đều có tuyết. Khoảng 2 tháng nữa tuyết sẽ tan hết, chỉ còn lại những đỉnh tuyết sơn vĩnh cửu là còn mọc trắng. Thật may mắn được bay trên độ cao không quá lớn mới quay được cảnh này. Đó quả là những khoảnh khắc không phai mờ trên đường làm phim Mê Công Ký Sự. Đã vào tới Trung Điện, tức lòng chảo Shangri-La huyền thoại ở độ cao 3.300m. Vậy là chỉ ít phút nữa, chúng tôi sẽ đặt những bước chân đầu tiên trên mảnh đất thần bí nhất của miền Vân Nam đầy chuyện lạ. Từ đây tới Lan Thương, đường chim bay chỉ 50 km, nhưng không thể cắt ngang Vân Lĩnh mà tới được. Chắc chắn cuộc hành trình sẽ còn rất dịu dợi và nhiều trở ngại, bởi phải tìm Lan Thương ở một hướng khác, cách Trung Điện trên 200 km, giáp đất Tây Tạng với biết bao núi cao vực sâu và những đỉnh đèo tuyết phủ, nơi có ngọn tuyết sơn Mai Lĩnh cao 6.740m và là địa phương đầu tiên của Vân Nam đón nhận dòng nước Lan Thương. Trời lạnh buốt, nhiệt độ dưới 0. Hai hàng chữ Địch Khánh và Shangri-La. Ngày hôm trước, đài truyền hình Vân Nam đã cử một đoàn tiền trạm tới đây. Những tin tức về thời tiết đều rất tốt. Mấy ngày nay không có tuyết rơi, quốc lộ 214 khô sạch. Vậy là nỗi lo âu bấy lâu được giải tỏa. 2 năm trước, chúng tôi đã từng phải bỏ cuộc vì những trận mưa tuyết bất ngờ. Nghi thức đón tiếp đoàn làm phim long trọng và thân tình. Nhận chén rượu chúc mừng, lòng diễn khách dạt dào ấm cúng giữa cái lạnh tê tái của gió trời. Nhớ lại năm 1933, nhà văn Anh Hilton kể lại trong tiểu thuyết Đường Chân Trời Đã Mất rằng máy bay của viên phi công trục trặc buộc phải hạ cánh xuống một nơi thần tiên cực đẹp và được dân địa phương đón tiếp rất nồng hậu. Rằng chúng bồng lai đó không còn tìm thấy khi ông này trở lại, và chỉ nhớ mang máng rằng tên của nó là Shangri-La. Không đâu trong các xứ Vân Nam hiểm trở lại có núi non hùng vĩ và tráng lệ như ở châu Địch Khánh này. Đây là vùng cao nhất của tỉnh. Nếu như tỉnh Thanh Hải được coi là đất Tam Đầu Giang, tức nơi bắt nguồn của ba sông Hoàng Hà,
Dương Tử và Mê Công lớn nhất châu Á, thì vùng Tây Bắc Vân Nam được coi là nơi hợp lưu của ba đại trường giang Mê Công, Dương Tử và Nộ Giang. Hợp lưu ở đây không phải là hợp dòng mà là hợp lưu vực, có nghĩa là ba dòng sông chảy đến đây thì tiến lại gần nhau rồi chảy sông Hành suốt mấy trăm cây số. Theo kế hoạch là phải dừng lại tìm hiểu cung điện một ngày, vì đây là đô thị tiêu biểu của người Tạng Vân Nam, lại nằm ở lưu vực ba sông. Nhưng đề phòng con đường dẫn tới Lan Thương có thể bị mưa tuyết ập xuống phủ kín bất cứ lúc nào, nên phải tranh thủ lên đường ngay. Mười sáu tháng trước, một nhóm khảo sát của HTV đã tới đất này, nhưng đành từ bỏ ý định tiến sâu lên phía bắc. Lúc đó là tháng 11, vì mọi nẻo đường đều chìm trong tuyết lạnh. Từ đây lên đến thượng nguồn dài hàng ngàn cây số, chủ yếu là đất của người Tạng, của núi cao và của mùa đông băng tuyết. Những quả đồi thấp ven đường nhìn chẳng khác gì cảnh Di Linh, Bảo Lộc. Song thực tế, chúng có độ cao tuyệt đối lớn hơn đỉnh Phan Xi Păng ít ra là dài 300 mét. Đi được một phần tư đoạn đường dẫn tới đất khâm thì gặp tuyết. Rất may mắn là nó chỉ có ở ven lộ, thế là tất cả đắm mình trong biển tuyết mênh mông của miền Định Khánh. Một cảm giác lạ lùng lâng lâng, thật khó tả, thật dễ chịu và khoan khoái, nhất là với những ai trong đoàn chưa một lần gặp tuyết. Lúc này đã cuối tháng 3, vĩ độ cũng chỉ khoảng 28 độ Bắc. Vậy mà tuyết vẫn chưa tan hết, do bình độ ở đây quá lớn. Thật may mắn cho vùng trung lưu Lan Thương, chính tuyết là yếu tố điều hòa thủy lượng kỳ diệu nhất. Những trận mưa lớn mùa đông không ào ào đổ xuống dòng sông khe suối, mà được giữ lại trên núi đồi, để rồi khi trời ấm lên, chúng sẽ tan dần, cung cấp nước đều đặn cho Lan Thương, Nộ Giang và Dương Tử. Kho dự trữ khổng lồ ở độ cao gần 4.000 mét này tồn tại ít nhất đến hết mùa xuân. Sau đó, nhiệm vụ cấp nước sẽ được giao cho vùng núi tuyết Vĩnh Cửu ở độ cao 5-6 ngàn mét. Tuyết tan là một hiện tượng thiên nhiên lý thú. Nếu như tuyết rơi, làm cho cả bầu trời và cảnh vật huyền ảo, mềm mại, gợi cảm đến đau lòng, thì tuyết tan hoàn toàn lặng lẽ, âm thầm, lưu luyến và da diết. Thật khó tìm thấy một bức tranh thiên nhiên nào làm sao xuyến lòng người mạnh mẽ hơn thế giới của tuyết băng. Không ngờ dòng Mê Công trước khi đến với chúng ta đã lãng du trong cõi bồng bềnh tuyết mây mãi mê đến thế. Trên đường tìm kiếm Mê Công, đã bao lần chúng tôi tiến rất gần tới dòng sông ẩn dật, biết rất rõ Lan Thương chỉ quanh quẩn đâu đây, đang thơ thẩn một mình dưới khe sâu, nhẫn nhơ với gió núi mây trời, nhưng đành phải ngậm ngùi lui bước vì không có đường đi hoặc bị núi cao cản trở. Những lúc như vậy, hình ảnh dòng sông ẩn hiện dưới cánh bay lại chập chờn trong tâm tưởng. Lịch sử khám phá Mê Công đã để lại nhiều bài học cay đắng. Biết bao nhà thám hiểm đã không trở về. Chỉ còn vài chục cây số nữa, đường 214 sẽ cắt Trường Giang, chuyển từ Tả Ngạn sang Hữu Ngạn. Lúc đó, xe chúng tôi sẽ chạy giữa Mê Công và Dương Tử. Đến cây số 1980, Trường Giang xuất hiện, chuẩn bị vượt cầu. Tại khu vực này, địa thế Trường Giang đỡ hiểm trở hơn Lan Thương rất nhiều,
nằm sát quốc lộ và gần các khu dân cư. Cây cầu có tên là Phục Long Kiều, tại cây số 1978, cách thị trấn Nang Lim trên bờ Trác Khúc 994 km. Đây là nơi mà ba sông Lan Thương, Nộ Giang và Trường Giang chảy song song, sáp lại gần nhau nhất. Lan Thương nằm giữa, cách đều hai sông 40 km. Đây là ranh giới giữa hai huyện Shangri-La và Đức Khâm. Thật khó tìm được một khung cảnh nào thanh bình hơn thế. Mùa xuân xứ này quá êm ả và thanh vắng. Phong cảnh thiên nhiên ven đường mặc sức thu hồn khách biển phương, nhất là loài hoa hải đường ẻo lả duyên dáng. Hai câu thơ của Nguyễn Du: hải đường lả ngọn đông lân, giọt sương trĩu nặng cành xuân la đà, có lẽ là để nói về loài sơn thụ kiều diễm này. Đây là thôn Tùng Thư, thuộc tổng Buôn Tử Lan. Lúc này đang giữa tháng 2 âm lịch, cảnh vật gợi ta nhớ tới bài thơ Sơn Hành, tức đi đường núi, của Đỗ Mục đời Đường. Lên đỉnh non thu chết nẻo ngoài, giữa vùng mây trắng thoáng nhà ai, dừng xe chiều ngắm rừng phong thẳm, lá đỏ hơn hoa giữa tháng 2. Trên đường làm phim, chúng tôi đã từng gặp biết bao xóm vắng bên đường. Một cánh đồng tiểu mạch, một nụ cười hiền từ, một bức tường cô quạnh, tất cả rồi sẽ chìm trong quên lãng. Nhưng sau lúc chia tay vẫn thấy nao lòng. Trong suốt cuộc đời có biết bao chuyến đi xa, đến với biết bao miền đất lạ, vậy mà mỗi lúc lên đường đều thấy bồi hồi, mỗi lần rời xa đều thấy bâng khuâng. Công việc của một đoàn lữ hành là di chuyển, càng đi càng thấy lạ. Thiên nhiên ở đây sao đẹp và buồn đến thế. Tất cả là hoang vu và vô tận. Lẽ nào dòng nước chảy qua chân cầu Mỹ Thuận lại đã từng lang thang trong một thế giới mơ huyền ở tận lưng trời đến vậy? Lúc này, nếu nhìn thấy Lan Thương, có lẽ không thể không chia sẻ với nhà thơ đời Đường Dương Chí Quán khi ông bắt gặp Hoàng Hà 12 thế kỷ trước. Hoàng Hà mây trắng liền nhau, thành tôi một mảnh núi cao tiếp trời. Thành tôi chưa thấy, nhưng núi cao tiếp trời thì đã rõ ràng, bởi đây là đỉnh đèo Bạch Mang, cao tới 4.218 mét. Ở những nơi mà đỉnh đèo mây trắng liền nhau như thế này, bạn sẽ có dịp biết thế nào là cái hớt quang dài của vùng băng tuyết. Tiểu thư họ Dương cho biết lần đầu tiên cô tới đất này, và rằng bây giờ cô mới biết thế nào là thế giới của Lan Thương. Cô nói: sông Mekong là một tài sản cộng đồng. Tất cả những nơi mà nó đi qua đều có bổn phận giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, nếu không sẽ là một tổn thất chung. Lúc này thì toàn cảnh thành khôi một mảnh núi cao tiếp trời đã hiện lên trọn vẹn. Bạch Mang Sơn Khẩu có nghĩa là đỉnh đèo mênh mang tuyết trắng. Mặc cho trời lạnh thấu xương, chúng tôi đã vật lộn với giá buốt hơn 30 phút để ghi lại những hình ảnh quý hiếm. Đây cũng chính là những khoảnh khắc không bao giờ trở lại. Nó sẽ được trân trọng đưa vào Mekong ký sự như một trong những kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất trên suốt lộ trình hàng chục ngàn cây số. Dương Kiếm Lợi nói với chúng tôi rằng Mekong ký sự, hoặc theo cách gọi của đồng nghiệp dân Nam, hồi nhớ sông Lan Thương, đã để lại ấn tượng sâu đậm trong cuộc đời nay đây mai đó vì nghề nghiệp của cô. Xa xưa, nơi đây vẫn đã có một con đường, nhưng chỉ dành cho ngựa. Các lái buôn Trung Hoa và nước ngoài chuyên chở trà ngon từ Tư Mao ở miền Nam lên đây, qua Tây Tạng,
nên con đường còn có tên là Mã Trà Cổ Đạo. Khi tới Côn Minh, chúng tôi mới biết rằng đài truyền hình Vân Nam đã có ý định làm phim về Mekong, nhưng tất cả chỉ mới dừng lại ở suy nghĩ. Chính vì thế mà khi bị lôi cuốn vào cuộc phiêu lưu này, các đồng nghiệp trong kênh du lịch và dân tộc đều vô cùng hào hứng. Niềm hưng phấn lan truyền sang cả các hướng dẫn viên địa phương. Cũng thật bất ngờ khi vừa đặt chân lên đất Shangri-La, trên hai chiếc xe leo núi chuyên dùng dành cho đoàn làm phim, đã thấy gắn hai bảng chữ Hoa và Việt: Đoàn làm phim hồi nhớ sông Lan Thương, Vân Nam. Chúng ta đã làm thức dậy trong lòng người Trung Hoa nỗi nhớ về một dòng sông Lan Thương đang cua quạnh âm thầm trong núi vắng. Đã tới Đức Khâm, địa điểm được lựa chọn như một bàn đạp để tiếp cận và tận mắt nhìn thấy Lan Thương. Một chú bò thản nhiên đứng giữa phố, ngầm báo với chúng tôi rằng đoàn xe Mekong ký sự đã vào tới chốn Thâm Sơn Cùng Cốc. Không thể có loại đô thị nào hẻo lánh hơn thế này. Hầu hết cư dân đều ngơ ngác đứng nhìn khách lạ. Có lẽ đó là điều đáng yêu đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận. Qua ánh mắt người dân, một thị trấn xa lạ bỗng chốc trở thành thân thiện. Sau này, dù nhiều năm nữa qua đi, chắc gì dân phố Đức Khâm chất phác đã hiểu được mục đích thật sự của đoàn người xa lạ hôm nay. Bản tin thời tiết thông báo, ngày mai trời tốt. Vậy là giấc mơ nhận dạng Lan Thương đầy mong ước bấy lâu đang nhanh chóng trở thành hiện thực. Từ khi bước chân tới miền đất Shangri-La, cảm giác huyền bí luôn bám sát chúng tôi. Những ngọn bạch tháp trầm tư, những dãy vải Ha Đạt phất phơ trước gió càng làm tăng thêm chiều sâu của tín ngưỡng. Bức tranh hoang sơ đó thường in trên nền những khối núi tuyết khổng lồ, lặng lẽ, tạo nên cái thế giới vô cùng thần bí của Lan Thương khi nó vừa ra khỏi đất Tây Tạng. Thị trấn Đức Khâm nằm dưới lũng sâu, thấp hơn quốc lộ 214 dài trăm mét, nhưng cũng còn cao hơn mặt biển gần 3.500 mét. Đây là nơi ấm áp nhất trong vùng bởi đất thấp, được núi cao bao bọc. Chúng tôi vừa qua một đêm yên lành tại khách sạn Thái Tử Phong để chuẩn bị sức khỏe, xe cộ, đồ nghề và thuốc men cho cuộc hành trình tiếp tục về phương Bắc. Các loại thuốc tăng lực, chống ói, dưỡng khí khi lên cao và các dược phẩm thiết yếu khác đã được Dương Chiến Lợi mang theo từ Côn Minh. Những giây phút hồi hộp trước lúc lên đường, bởi cuộc tìm kiếm Lan Thương muôn vàn gian nan cách trở đã sắp tới đích. Bắt đầu từ đây, quốc lộ 214 áp sát dòng chảy của Lan Thương suốt trên 100 cây số vào tận sâu trong đất Tây Tạng. Tuy nhiên, chỉ có rất ít điểm từ trên mặt đường có thể nhìn thấy dòng sông, bởi phần lớn Lan Thương bị núi cao che khuất. Đây là đoạn đường nối thị trấn với quốc lộ 214, chủ yếu men theo mép vực, hết sức chênh vênh. Ông trời đã phù hộ không đổ tuyết xuống lấp kín hết đường xá. Một sự mong đợi khác cũng thật hồi hộp, đó là được gặp gỡ với đỉnh núi cao nhất Vân Nam, 6.740 mét, trên dãy núi tuyết Mai Lý đang ở ngay phía trước mà chuyến đi lần trước đã không tới được. Mai Lý tuyết sơn đây rồi.
quả là một kỳ quan vĩ đại. Đằng sau tôi là dãy núi Mai Lý Tuyết Sơn, cao 6.740 m, nằm trên biên giới giữa hai tỉnh Tây Tạng và Vân Nam. Đây là dãy núi quanh năm tuyết phủ, đồng thời cũng là nơi mà một năm chưa đầy 30 ngày có thể nhìn tới đỉnh núi, bởi vì mây phủ quanh năm. Đây có lẽ là một trong những cái phong cảnh hùng vĩ, tráng lệ và thơ mộng nhất bên dòng sông Lan Thương. Hôm nay đoàn chúng tôi quay được cái cảnh Mai Lý Tuyết Sơn này cũng là một dịp may hiếm có. Các bạn đồng nghiệp đài truyền hình Vân Nam nói rằng rất hiếm khi mà các cái đoàn quay phim hoặc các cái đoàn điện ảnh có thể quay được cái cảnh tráng lệ như thế này. Dùng khe sâu Lan Thương nằm ngay dưới chân núi Mai Lý, kéo dài 150 km, từ mặt sông lên tới đỉnh núi chênh lệch cũng cao tới 4.734 m. Ca Ngõa Cách Bác vẫn là đỉnh Trinh Nữ vì chưa có dấu chân người. Đây là bia mộ của một nhà leo núi người Nhật đã hy sinh khi chinh phục ngọn cao nhất. Trên bia mộ ông hiện có hai câu thơ ca ngợi người quá cố như sau: đỉnh tuyết lộng lẫy và mặt đất cùng soi bóng, tinh thần cao nhã ở ngay chốn thâm sơn này. Trong thế kỷ 20, nhiều đội leo núi Anh, Nhật, Mỹ, Trung Quốc đã có 5 lần chinh phục đỉnh núi này với quy mô lớn, nhưng rất tiếc đều thất bại. Nơi chúng tôi đứng là quan cảnh đài, cách đỉnh cao nhất Ca Ngõa Cách Bác khoảng 5 cây số, và cách chân núi tức sông Lan Thương chỉ hơn 1 cây số. Quan cảnh đài là một chốn linh thiêng. Giờ phút trời quang mây tạnh hiếm có, cũng là những khoảnh khắc hiển linh huyền diệu của sơn thần. Đài dân hương của chúng tôi được xây dựng năm 1982. Người ở đây phần lớn là tín đồ Tạng Phật, nhưng ngoài họ ra, ai đi qua cũng có thể đốt nhang. Dân hương thứ nhất có nghĩa là vào bái kiến Đại Tuyết Sơn, hai là cầu mong cho cả nhà được hạnh phúc. Từ khi còn bé, chúng tôi đã từng đi qua nơi này để vào chơi trong chân núi tuyết. Ca Ngõa Cách Bác trong tiếng Tạng có nghĩa là thần của núi tuyết, là thánh địa triều bái của Phật giáo Tạng truyền. Theo truyền thuyết, ngọn núi này là thần bảo hộ của một chi nhánh Tạng tộc đứng đầu 8 núi thần lớn trong khu vực người Tạng. Bởi thế, hàng năm vào dịp thu tàng, khách hành hương khắp nơi từ Tây Tạng, Thanh Hải, Tứ Xuyên, Cam Túc, xa xôi đã vượt hàng ngàn cây số về đây để triều bái sơn thần Mai Lý và thủy thần Lan Thương màu nhiệm. Ra khỏi quan cảnh đài một đoạn ngắn, ngay chân núi Mai Lý, chúng tôi phát hiện ra đoạn sông Lan Thương đầu tiên tại cây số 1845, quốc lộ 214, cách Trác Khúc ở Nang Liêm đúng 861 km. Vậy là niềm vui kéo đến dồn dập, hết Mai Lý lại đến Lan Thương. Từ trên mặt đường cao trên 3.000 m nhìn xuống mặt sông cao 1.900 m, quả là một quang cảnh hùng vĩ. Với cách giấu mình lặng lẽ và kín đáo như thế này, Lan Thương từ xa xưa đã trở thành một hình ảnh thần bí, nhất là khi bên cạnh nó có ngọn linh sơn xuyên thủng bầu trời. Đi thêm 3 cây số nữa tới km 1842, Lan Thương lại xuất hiện. Đây là những giây phút sung sướng nhất trong các cuộc tìm kiếm Mekong cho tới nay của chúng tôi. Hạnh phúc còn lớn lao hơn khi phát hiện ra sự hiểm trở phi thường của dòng sông vĩ đại. Nhiều khám phá dồn dập đến bất ngờ và
và Lý Thu. Thêm 9 cây số nữa về phía bắc, lần thứ ba Lan Thương lại bày tỏ thiện chí với đoàn khách lạ. Đây là quãng đường 214 có nhiều đoạn sát bờ sông nhất cho tới lúc này trên địa phận Vân Nam, mặc dù chúng cận kề bên nhau hàng trăm cây số. Nhìn bằng mắt thường, cách hàng ngàn mét, Lan Thương chỉ như một dòng suối. Song ống kính máy quay phim đã cho chúng ta hình ảnh gần với sự thật hơn nhiều. Khu vực này cách Đức Khâm từ 30 đến 40 cây số về phía bắc, chưa phải là những đoạn kỳ dị nhất của Lan Thương. Dân địa phương cho biết muốn nhìn thấy những khe sâu khủng khiếp của dòng chảy phải trèo lên các đỉnh núi tuyết bên bờ Hữu Ngạn hoang vắng. Đó là điều hoàn toàn không tưởng đối với chúng tôi và hầu hết dân chúng ở đây, trừ những người leo núi. Lan Thương xuất hiện lần thứ tư với dáng vẻ ngày càng khúc khuỷu. Lúc này không phải mùa mưa nên nguồn nước chủ yếu do các núi tuyết Mai Lý, Thái Tử cung cấp. Đây là mảnh đất tận cùng của Địch Khánh, cực bắc của Vân Nam. Nơi đây không chỉ có khe sâu núi tuyết, bởi bên cạnh chúng còn có nét đẹp phong trần của cả một dân tộc. Các dòng sông Trường Giang, Lan Thương, Nộ Giang đã cùng nhau phơi bày hết vẻ tráng lệ, thần bí và âm u của chúng hơn bất kỳ chỗ nào. Vì quá hiểm trở gặp ghềnh nên trên đoạn sông này không có bất cứ một loại thuyền bè nào có thể đi được. Lan Thương chảy trong địa phận Đức Khâm khoảng 200 km, xuyên qua hai mạch núi Nộ Sơn và Vân Lĩnh, với thủy hệ gồm 61 dòng chảy lớn nhỏ nhập vào, có lưu vực rộng tới 3.100 cây số vuông. Đặc điểm núi sông đan xen đã tạo nên ba loại địa hình tiêu biểu là lòng sông núi cao, sơn khu và sơn khu cao lạnh. Càng lui về phía nam, địa hình càng thấp, khí hậu càng ấm áp, nhưng không vì thế mà kém hiểm trở. Có nhiều nơi lòng sông thậm chí còn sâu thẳm hơn nhiều. Chúng tôi đi tiếp lên phía bắc về phía Phật Sơn, địa điểm tận cùng của lộ trình dự kiến. Đây cũng là điểm cuối cùng mà Lan Thương hai bờ đều thuộc Vân Nam. Từ Phật Sơn trở lên, Lan Thương sẽ là ranh giới tự nhiên giữa Vân Nam và Tây Tạng với chiều dài khoảng 30 km. Trên nữa, nó sẽ nằm hoàn toàn trong đất Tây Tạng. Phật Sơn là địa điểm lý tưởng để tiếp cận Lan Thương, bởi từ Đức Khâm trở lên, đây là nơi duy nhất chúng tôi có thể xuống sát mặt nước. Xe hơi từ trên quốc lộ xuống tới bờ sông, chênh lệch độ cao chỉ 300 m. Mặt sông có độ cao gần 2.000 m. Từ khi rời đất Thanh Tạng, một cảm giác luyến tiếc luôn theo đuổi bên mình. Đó là việc có thể sẽ không bao giờ còn trở lại miền đất thần thánh đó nữa. Vậy mà giờ đây, chúng tôi đang ở cách Tây Tạng chỉ vài trăm mét. Dòng sông kỳ bí luôn tìm cách lẩn tránh, nhưng cũng chính nó đã đưa đẩy chúng tôi đi tới biết bao nhiêu miền đất không hề định trước. Nhớ lại đoàn thám hiểm Mekong của người Pháp xuất phát từ Sài Gòn năm 1886. Họ đã tới được đất Vân Nam này, nhưng chỉ đến được với Lan Thương ở đoạn cuối cùng trước khi nó ra khỏi Trung Quốc. Lagrê, vị trưởng đoàn, đã khắc khoải thốt lên những lời u uất. Không lẽ thời gian và nỗi chịu đựng của chúng ta đã hoàn toàn vô ích, rồi qua đời ngay trên đất Vân Nam. Sau đó, vào các năm 1894, 1923 và 1994, còn có 3 cuộc thám hiểm quan trọng khác nữa. Nhưng Mekong vẫn không hề bớt đi dù chỉ một ít sự huyền bí lạ kỳ của nó. Xin trích vài dòng mà người đời từng viết về dòng sông bí ẩn. Mekong như khúc ruột khổng lồ chảy từ mái nhà thế giới. Khi mặt trời thở hổn hển trên sông vì sức đã tàn,
dòng chảy liền vươn vai chiếm lĩnh tất cả, rồi hòa dần vào đêm tối mênh mông. Dù không giúp ích con người được nhiều như ở vùng châu thổ, Mekong vẫn là ân nhân của cư dân ở phía thượng nguồn, những tộc người có nhu cầu vật chất hết sức khiêm tốn. Những vạt ruộng nhỏ bé ven bờ được nó bồi đắp dù chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cũng góp phần quan trọng đảm bảo cuộc sống thanh đạm của người Tạng. Không phải toàn bộ chiều dài của Lan Thương đều gắn bó với đời sống xã hội, nhưng với hành trình hàng ngàn cây số, nó đã bao lần tô điểm, làm đẹp thêm cho bài ca lao động của con người. Ở trái đất Phật Sơn quốc mẻo xa xôi này, dòng nước Lan Thương đã được chặn lại để tưới cho đồng ruộng và để phát điện giúp cho xóm làng phần nào vơi đi những nỗi cô đơn. Đối với người Tạng sống thưa thớt trên thảo nguyên bao la, dòng sông không chỉ là một phần nguồn sống, nó còn là một đấng thiêng liêng, một thực thể màu nhiệm cần phải được tôn thờ. Khi con người cảm thấy đơn độc trước một vũ trụ vô biên, lại được giáo huấn bằng triết lý nhân từ thần bí của đạo Phật, thì Lan Thương chính là người bạn tinh thần, là chỗ dựa đáng tin cậy để họ đi hết cuộc đời và an tâm bước sang thế giới bên kia. Từ đây ngược lên tới tận các nhánh thượng nguồn Thanh Hải, Tạng tộc là cư dân chủ yếu của lưu vực Lan Thương. Họ thuộc nhiều nhánh khác nhau nhưng có cùng một sắc thái mạnh mẽ, sống xen kẽ với người Tạng ở châu Địch Khánh. Còn có 12 dân tộc khác, nhưng văn hóa Tạng bao trùm lên tất cả. Trâu lùng là con vật thân thiết nhất của con người, nó là nhà vô địch trước gió lạnh bão tuyết trên những sườn núi chênh vênh bên vực thẳm. Sữa trâu lùng được chế biến công phu, pha với trà ngon, là món thực phẩm quý và khoái khẩu của người Tạng. Chúng tôi vào xin nấu ăn nhờ tại một gia đình người Nạp Tây trong xóm Phật Sơn, ngay cạnh dòng sông. Cả chủ và khách đều chứng tỏ là những đầu bếp cử khách. Trên nhiều đoạn đường gian nan qua các miền dân cư hẻo lánh, những bữa ăn như thế này giúp chúng tôi hồi sức rất nhanh, vì có dịp được tự nấu nướng cho hợp khẩu vị. Cả khách Việt Nam, chủ nhân người địa phương và khách người Hán trong đoàn đều thả sức đổ tài trong một bầu không khí thân thiện hiếm có. Đó là một trong những bữa ăn giả ngoại để đời, rải rác khắp các nẻo đường Mekong chí sự trên đất Trung Hoa mênh mông, mà dư vị của nó thật sự sâu đậm và ngọt ngào. Những giây phút như vậy không chỉ là niềm vui, mà còn là những khoảng lắng trong suy tưởng, làm sống lại nhiều ký ức trong những trang tiểu thuyết cổ Trung Hoa về các anh hùng thảo giả. Cả một thế giới bao la, một quá khứ mênh mông của lịch sử cứ hiện dần, làm choáng ngợp các bước chân phiêu lãng. Mekong ký sự không chỉ giúp chúng tôi tiếp cận với một dòng sông vĩ đại, nó còn tạo ra trên đường đi biết bao cảm xúc lạ kỳ, tiếp nhận thêm biết bao điều mới lạ. Tất cả các điểm dừng chân, dù núi cao hay rừng rậm, thảo nguyên hay hoang mạc, kinh thành hay xóm nhỏ, hoặc chỉ một bến vắng thanh bình, đều là những tảng đá, những hạt cát, những viên gạch quý góp phần xây cất nên tòa lâu đài thiên nhiên và văn hóa tráng lệ về công hùng vĩ. Hàng ngàn cây số đã trải qua, hàng ngàn cây số khác đang ở phía trước. Những nẻo đường dẫn tới Lan Thương thật mơ hồ và bí ẩn, luôn chập chờn như mê lộ giữa trần gian. Ngọc Long, Mai Lý, đường Cổ Lạp, những mạch núi tuyết khổng lồ im lìm, đe dọa và kiêu hãnh. Hoàng Hà, Dương Tử, những đại trường gian quang chánh lặng lẽ phơi mình trong gió lạnh.
những tưởng cái thế giới kỳ lạ đó của Lan Thương đã khép lại sau cánh cửa lưng trời ở cao nguyên Thanh Tạng. Nhưng rồi khi đặt chân tới Shangri-La, chúng tôi mới hiểu rằng sự huyền bí vẫn còn tiềm ẩn đâu đây, ngay trên mảnh đất Vân Nam đầy hiểm trở này.